Xin chào mừng quý vị, đây là chuyên mục đối thoại mỗi ngày. Kính thưa quý vị, thời gian vừa qua có một loại cây trồng được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Người ta gọi nó là cây tỷ đô và ở nhiều địa phương thì đã bắt đầu dập dịch những phong trào trồng loại cây này. Đó chính là cây macca. Vậy cây macca là gì? Từ đâu mà lại trở thành một cái phong trào khi âm ỉ, khi rầm rộ ở Việt Nam và được các phương tiện truyền thông có vẻ ưu ái, đôi khi hơi quá đà. Bắt đầu từ chương trình ngày hôm nay, đối thoại mỗi ngày sẽ có loạt đối thoại về chủ đề cây macca với chuyên gia nông nghiệp, giáo sư, tiến sĩ Võ Tòng Xuân. Hy vọng là qua chuỗi chương trình này, quý vị sẽ hiểu rõ hơn về cây macca. Trong những chủ trương phát triển trồng trọt từ trước đến nay, ít có cây nào gây nên một sự bàn thảo sôi nổi như macca, một cây trồng mới được chính phủ chủ trương mở rộng mạnh mẽ, triển khai một cách cấp tập và cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Người chủ trương và ủng hộ mệnh danh macca là nữ hoàng của các hạt, cây tỷ đô, cây vàng. Người do dự cũng không ít lý do để mà cảnh báo. Thực tế, sự phát triển thành công macca quyết định ở tính bền vững của nó trong hệ thống cây trồng và tính cạnh tranh của nông sản này trên thị trường. Do vậy, đánh giá đúng tiềm năng cũng như lường hết sự rủi ro chính là đóng góp tốt nhất cho việc thực hiện chủ trương này một cách hiệu quả và thiết thực. Đối với có thể là với số đông, người ta vẫn chưa hiểu cây macca là cái gì, thì giáo sư có thể đưa ra một vài những cái thông tin cơ bản nhất về cái loại cây này không? Cây macca này là cái tên nguyên của nó là macadamia, cây trồng mà ở bên Mỹ như là bên Úc hiện nay đang trồng rất nhiều. Và các cái công ty, doanh nghiệp mà họ trồng những cây này ở bên Mỹ và bên Úc đó thì họ cũng thấy rằng là trồng bên đó cái chi phí nó lên cao lắm. Cho nên họ cũng đang đi tìm những nơi mà ở trên thế giới để mà có một cái vùng có thể là có thích hợp như là bên Hawaii, bên Mỹ hoặc là bên dùng Brisbane bên Australia, người ta có qua đó người ta hợp đồng. Đây là một cái loại quả mà nó có cái hạt tròn khoảng như đầu ngón tay cái thế này mà nó rất là béo. Nó có cái lượng chất béo ở trong đó cũng khá, cho nên mình vừa ăn mình thấy nó có ngoài chất đạm ra còn chất béo. Thành ra cái người Mỹ hoặc người Âu Châu rồi Úc thì họ cũng bắt chước như thế thôi, là họ rất là thích. Họ có thể là dùng cái hạt này, bữa lấy người ta lấy cái vỏ ra rồi lấy cái hạt ở trong để mà người ta rang, thì cái hạt macca rang này đó họ có thể để nó trong cái sô cô la, làm nguyên nhân của sô cô la, mình ăn sô cô la macca, hoặc là cứ để trong cái nguyên cái bao này giống như là mình ăn đậu phộng chứ chúng ta. Thì mình mở cái bao ra thì có macca trong đó. Thì cái hãng hàng không mà ở bên châu Âu, châu Phi mà dùng macca này thay cho đậu phộng đó là cái hãng Kenya Airlines. Ngoài ra đó, người ta cũng có dùng tích ra lấy cái dầu nó để mà làm mỹ phẩm. Như vậy có thể nói là cũng tương tự như một số loại cây trồng khác mà thành phẩm của nó có giá trị cao, như là cây cacao hay là cà phê chẳng hạn. Vậy thì giá trị thực sự của cây macca ở việc nó ăn ngon hay nó có những ứng dụng khác, theo giáo sư nó có những cái giá trị gì mà hiện giờ có phải nó đang bị thổi phồng lên hay không khi người ta gọi đó là cây tỷ đô? Bởi vì ở trong các cái giới mà tiêu thụ đó, mà nhất là những người có tiền đó, thì họ ăn macca. Thì phải có ăn cái này nó ngon hơn là ăn đậu phộng. Thành ra họ rất là ưa chuộng để mà mua các sản phẩm này. Một lần tôi đi qua San Joaquin là cái nôi của cây ăn quả của Mỹ đó, thì họ cũng có trồng macadamia. Những cái nơi này họ trồng thì rất là tốt, nhưng mà tính ra là giá nó rất là cao. Do đó mà nó lấy cái giá đó đem về Việt Nam, mình thấy cái giá này nó là cây tỷ phú. Ở chỗ là bây giờ cái vườn cây của nó là nó 3,000, nhưng mà rồi nó đường phải đi trong giữa cái hàng cây, phải đường cho đàng hoàng cho nó tốt. Có thể nó nói là có tráng nhựa nữa, để khi mà ta đi thu hoạch thì nó thu hoạch bằng cơ giới, thì nó máy móc nó mới được. Cho nên cái diện tích để mà trồng cây macca ở Mỹ hoặc là Úc đó, thì nó chiếm diện tích rất là nhiều. Rồi nhân công họ rất là đắt tiền để mà đi hái này nè. Cho nên tính ra cái giá thành của cái hạt macadamia ở tại bên Mỹ bằng Úc thì nó rất là cao. Tính ở Việt Nam mình á, thì rõ ràng là khi mình trồng, ví dụ mình cái vùng mà thích hợp nhất của mình là đất của mình rất thích hợp, ở vùng đất Tây Nguyên, nó
mặc dầu là nó khô nhưng mà cái macadamia này nó cũng chịu được cái khô của hạn khí hậu ở trên đó, nó cũng mát mà về ban đêm, cho nên cái cây này rất thích hợp. Khi mà chúng ta trồng, bà con mình trồng sen ở trong các cái loại cây các cà phê, cũng sen cà phê, sen trong cây trà vân vân, thì họ thấy rằng là cái này là rồi trong nhân công mình cũng rất rẻ, mình tính ra thấy rằng là giá nó rẻ quá mà bên kia nó sẽ nhập ra giá rất cao, cho nên tính ra là cây này nếu mình trồng nhiều là mình trở thành là tỷ phú, cho nên ta nói là cây tỷ phú là kinh tế. Thì theo như thời điểm hiện tại đánh giá trên thị trường thế giới ấy, thì giáo sư nhận thấy là cái mức độ tiêu thụ hạt macca nó đang ở mức độ như thế nào, nó có phải là con số khả quan để chúng ta sẵn sàng bước vào cuộc cạnh tranh macca không ạ? Tôi thấy cái chỗ mà chúng ta có thể bước vào đó là chúng ta sẽ cung cấp cho họ cái nguyên liệu rẻ tiền. Họ sẽ không mua đắt tiền như là họ mua bên kia đâu. Thành ra mình tính ra là chỉ chắc là tỷ phú đâu. Nhưng mà cái kênh mà mình đi vào là bởi vì bây giờ người ta thấy rằng người ta muốn sang các nước khác để mà đầu tư, để mà sản xuất ra đâu rồi mà chở trở về bên các cái nhà máy chế biến của họ. Thành ra ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta đưa vào trong cái thị trường này thì chỉ có những cái thị trường mà người ta đã sẵn có những cái công ty với cái thương hiệu người ta đã làm từ cả mấy chục năm nay mới ra đời như thế này, mình chưa chắc gì mình đưa vô trong cái thị trường nữa được. Và đặc biệt là không phải là chúng ta mà hái cái trái xuống rồi mình đập ra, mình mua cái máy về mình đập cái vỏ ra rồi mình lấy cái nhân ở trong ra đó là mình có thể chế biến được đâu. Nó nguyên cả cái quy trình rất là khắt khe mà chúng ta không có nắm được thì chúng ta sẽ không có thể nào mình lách vô được cái thị trường này. Hy vọng là những gì mà ngày hôm nay giáo sư Võ Tuấn Xuân cung cấp ở mức độ bước đầu sẽ giúp quý vị hiểu được bản chất cây macca là gì, triển vọng nào dành cho nó, và chúng ta sẽ còn tiếp tục câu chuyện với cây macca ở những số tiếp theo của Đối thoại mỗi ngày. Xin cảm ơn giáo sư Võ Tuấn Xuân rất nhiều về những chia sẻ của ông. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục Đối thoại mỗi ngày ngày mai.